Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Century. Thì cái chủ đề hôm nay thì tôi xin chia sẻ với các bạn đó là về vaccine viêm màng não mô cầu. Chúng ta biết rằng não mô cầu đó là một bệnh cấp tính do vi khuẩn não mô cầu gây ra, đúng không ạ? Đấy, và bệnh chủ yếu lây qua đường hô hấp. Đấy, đường hô hấp là cái đường lây chính. Đấy, các bạn biết rằng gì ạ? Cái gì mà lây qua đường hô hấp ấy nó đều nguy hiểm, đúng không? Đều nhanh và có thể bùng phát thành dịch, đúng không ạ? Đấy, và cái bệnh thì nó tiến triển mạnh vào mùa thu và mùa đông và rất dễ bùng phát nếu như chúng ta không kiểm soát chặt chẽ cũng như không theo dõi cũng như điều trị tích cực thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Đấy. Thì hiện nay ở Việt Nam ấy thì nó hiện nay não mô cầu thì họ phân ra các típ gây bệnh chủ yếu là A, B, C, X, Y và W135. Và cái việc lựa chọn cái loại vaccine để ngừa cái chủng nào nó rất là khó, tại vì hiện nay chưa có một cái chủng chưa có một cái loại vaccine nào mà ngừa được tất cả các típ này cả. Mà Việt Nam ấy thì chủ yếu là gì ạ? Trong nhóm A, viêm màng não mô cầu típ A. Thì cái việc mà lựa chọn vaccine cho từng quốc gia, từng cái dịch tễ bệnh viêm màng não mô cầu nó rất là khó khăn, chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ. Đấy. Và khi chúng ta bị nhiễm cái vi khuẩn não mô cầu thì nếu như chúng ta phát hiện sớm, điều trị tích cực và đúng phác đồ thì cái tỷ lệ khỏi nó cũng thể đạt được 85-95%. Còn nếu như chúng ta không xử lý kịp thời thì nó sẽ đến hậu quả và di chứng rất nặng nề như là điếc, như là gì ạ, chậm phát triển về trí tuệ. Đấy, và nguy hiểm hơn thì nó cũng có thể gây ra cái tỷ lệ tử vong. Đấy. Và trong video này thì tôi sẽ nói với các bạn về cái viêm cái vaccine ở Việt Nam hiện đang có, đó là viêm màng não mô cầu BC. Còn viêm màng não mô cầu AC ấy, thì hiện nay nhiều cái thông tin, các cái nguồn thông tin nó chưa được minh bạch, chưa được chính xác và chuẩn chỉ, thì tôi sẽ nghiên cứu thêm và sẽ chia sẻ với các bạn cái video tiếp theo. Đấy. Thì cái viêm màng não mô cầu BC ấy, thì chúng ta đã có vaccine, và cái viêm vaccine này ấy, đó là dạng Mengox BC do Cuba sản xuất, và hiện nay chúng ta đang tiêm là một tiêm dịch vụ, đúng không ạ? Rồi thì cái lịch trình mà tiêm cái viêm màng não mô cầu BC thì nó chỉ có 2 mũi thôi. Đấy, và mũi thứ nhất là dạng là tiêm cho trẻ trên 6 tháng tuổi, lớn hơn hoặc bằng 6 tháng tuổi chúng ta tiêm mũi đầu tiên, và tiêm mũi nhắc lại thì nó cách mũi đầu tiên từ 6 cho đến 8 tuần, và chúng ta hoàn thành cái liệu trình là tiêm vaccine để ngừa cái viêm màng não mô cầu BC cho trẻ em. Đó. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa Century để theo dõi các cái video hữu ích tiếp theo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ rằng nếu như có câu hỏi có phần nào đó các bạn chưa rõ, các bạn chưa hiểu, các bạn có thể đặt câu hỏi ở dưới video này và tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ, để giải đáp thắc mắc của các bạn. Xin chào các bạn. Nếu bạn cần hướng dẫn điều trị, xin gửi câu hỏi về fanpage Century Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa hoặc gọi qua số hotline 0963 101 25.